Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Mục Tiêu. Bây giờ thì những anh YouTuber đang mua đồ để cho bà cụ ở ở sao qua Diên nhé. Dạ không. Cái chén dĩa sắp lại giùm mà. Chứ 10k tí nhiên rồi đó. 10k đó. Chứ 10k. Ô, không, chứ mà cái đó mình giờ lắm. Cái đó giờ lắm. Ừ. Ở chân thái á. Phải chân thái không? Lấy cái mày ca đi cho nó dễ. Chứ cái thái thì được, cái thái xài nó mới bền. Lấy dĩa với ông là hàng hơn. Cho bà nhà cũng không có bể nữa, này mà cứ lệnh dục tay thì cái cột. Lấy con nhỏ nhỏ thôi, tại vì em muốn mua cái này cho nó sang, nhưng mà bà cụ già rồi hả? Sao dễ hả? Mấy cái này bể á. Mua cái này đi cho bà cụ dễ nữa. Nhẹ nữa. Tôi lấy hai cái tô thôi. Nhỏ quá, nhỏ quá cha luôn. Cái nhỏ cái lớn. Con nhỏ này vừa nè. Con nhỏ này vừa nè. Con nhỏ vậy cái gì cái nó đẹp. 45 ngàn. Lấy một cái mua đi. Rồi người ta sẵn đây nè. Biết em mua đồ chị mua chứ. Tiên ơi, này tặng chị đi. Bàn chải luôn nha. Cái đó là cái gì? Em mua nhồi với cái bàn chải nữa. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì chị? Cái này là cái gì chị? Cái đồ chơi. Đồ chơi với bé đó. Giống như là mua cái đầu đựng đũa nữa. Cái này là mình cắn vô cái kia. Đúng rồi, cột vô trong cái chén. Cái này hả? Nó có cái này là túi nó cái này là có nó có móc luôn. Cái đồ giặt mũ nó lấy được được. Nó có gì nè, nó chụp vô luôn. Rồi, biết rồi, biết cái đó. Cái này là bằng nắp nó máng vô. Đúng rồi, lấy cái đồ. Không. Em thấy cái nhựa này tốt. Cái nhựa này nó mén nha. Mén đó đúng rồi. Không lên, tại vì tôi cái màu không đâu. Để cái chợ tay nó cắn vô liền á. Cái này được. Cái này là mẹ lỗ chị. Và lâu ngày nó đóng dơ lắm. Dơ lắm. Cái này mình cũng phải rửa cái này. Cái sơn nước có lý nè. Ai, cái này được nè. Cái này đẹp nè. Cái này được nè. Cái sô đựng gạo mà lớn kia luôn đi, tại em có 20 chục cái gạo là phải tao phải đựng gì. Hôm nay hai cái sô đựng nha đi ha. Cái sô đựng gạo, cái sô đựng nước. Hai màu đi anh. Hôm nay hai màu. Cái này phải có một ít nữa. Thôi. Thôi để con đi xem. Màu đỏ cũng được, màu xanh cũng được. Hai cái hàng kia được. Có nắp không? Có. Lên nắp đi. Ok. Là mình mua cái màu đỏ và màu xanh đi cho nó dễ nhìn. Cái màu đỏ và màu xanh dễ luôn. Trong 45 giờ nó giảm lại cái lấy 40 rưỡi rồi. Dạ, nó
anh già ơi, cho em chụp hình một cái, chụp hình chúng anh. Quang xin chào chú anh chị đã trở lại kênh của chú Tiểu Chủ Mộ. Nhưng anh YouTube ở đây gì vậy? Mưa rồi cô chú anh chị và các bạn. Đây bỏ đây nè bà. Bỏ đây nè bà. Giờ là mình dạ, có mình rổ, có rổ gì chưa anh? Rồi lấy rồi, mấy anh lấy đâu mà này. Đồ chạy rồi chân mình, ha. Hôm nay là mình vệ sinh thôi, mai mình hãy sơn. Đúng rồi. Mấy giờ? Giờ không kịp đâu, giờ 2 giờ mờ rồi. Bây giờ bên vô mình tắm vệ sinh thôi. Mai sơn. Hai cái đây đó. À là cái đây nè. Ông lên hay xuống? Rồi à, lên á. Ra tính tiền coi. Mấy sao ông mua? Mua cái ca múc nước luôn nha. À, cái ca múc nước nữa. Ca múc nước. Rồi lấy ca múc nước. Ở đây đâu thiếu cái gì mình bổ sung thêm nữa. Để cô tính nè. Cái cà có cái cà. Bỏ dậy lên thôi. Cái máy này nó nhiều. Cái cà nhỏ thôi vừa phải rồi. Thôi. Dạ cỡ đó được rồi đó chị. Rồi cái đầu chạy chân nữa anh ơi. Cái bàn chạy á, bàn chạy chạy chân á. Đó, đi cô tính tiền ha. Cái bàn bàn đi. Bây giờ mua em xà bông nha anh ơi. Anh Niu, có mua em xà bông không? Em muốn chơi lồng đèn. Lên nó bịch xà bông, không móc cái đầu bắt rồi tới sao hỏi nha. Chỉ như cái đây đi rồi mình tới sao nữa. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong quý chú chị và các bạn hãy đăng ký cho tiểu một like nhé. Không biết là xà bông giặt đồ, dầu gội gì đó. Lấy cho một cái bịch xà bông giặt đồ.